Tỷ phú Trương Mỹ Lan vừa là giám đốc ngân hàng ACB, vừa là một cổ đông cổ tức, thì vừa là chủ khách sạn, nhiều khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao ở đường Nguyễn Huệ, quận nhất, và chủ đầu tư rất nhiều bất động sản, mà những cái lô đất lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đều là Trương Mỹ Lan, là một người tỷ phú, nữ tỷ phú giỏi tài. Nhưng mà chẳng qua khắc khó, không biết là chính mình hay là đệ tử hay con cháu ở nội bộ nó gài sao mà trái phiếu bán trái phiếu gian lận 1.000 tỷ, thì tình trạng này xảy ra có hay không? Rồi trong cái hệ thống dâu rể giám đốc ngân hàng thì cái này không biết sao, một là bị gì như thế nào, có hại hay sao chứ làm giờ mà chết đột xuất lúc luôn đó. Thì thầy nói cái tình trạng này cũng đau thương, mà thấy ta giàu tỷ phú hại hại tiền, hại tình, hại dục, hại hại cuộc sống, hại tinh sinh mạng ta để cướp đoạt tài sản, rồi xong rồi cũng gian lận. Thầy nói rất nhiều người giàu, giàu từ đâu cũng cướp những nhà nghèo, cướp gì, cướp trên trên công ăn việc làm, cướp lên sinh mạng, cướp trên cổ đông cổ phiếu cũng dường như giàu đi, thì cái tiền lên xuống giờ mình không phải cướp, mà do là giống như cờ bạc đi, nào thắng thì nó ăn, mày hàng khua là mày phải bán nhà bán cửa, mày bán nợ tiền mày trả, chứ mày chơi cờ bạc là muốn ăn muốn lấy của người ta. Thì giờ cổ đông cổ phiếu cũng vậy, thì cái đồng tiền nó cũng vì xây bằng qua cái sự là đấu thầu qua tiền lên xuống của nhiều quốc gia, là tiền cổ phiếu của đông và chứng khoán là dịch, tiền lên xuống từng ngày từng giờ là do đất nước đó giàu, người nào đấu thầu lên cao là người đó thắng. Thì đồng tiền là hiện giờ thầy nói nó vấn đề là cái khổ thì rất là tội nghiệp. Giám đốc ngân hàng trẻ tuổi đẹp trai, ăn học cao, thạc sĩ luôn, thạc sĩ trường đại học ở bên Singapore luôn, là giám đốc đẹp trai dễ thương, bốn mấy có năm bốn mấy hay 50 gì đó, 50 tuổi, trẻ bằng mới vừa học ra trường, rồi là giám đốc ngân hàng, rồi chủ, rồi dâu cũng dâu rể trong nội bộ của bà Trương Mỹ Lan luôn. Thấy không, thầy nói giàu cũng khổ, giàu cũng chết, mà giàu cũng nó không có lúc nào, tài sản bao la đó. Mà giờ chủ biết bao nhiêu khách sạn 5 sao ở đường Nguyễn Huệ, là tiền tỷ, tiền nó tóm gọn ngàn ngàn tỷ chứ không có tiền đó. Một khách sạn không mấy trăm tỷ, tại vì tính tiền đất, đất cứ là 1 mét vuông tính nó tính là mấy tỷ bạc, mà ta tính cái tòa nhà cao ốc, tòa nhà khách sạn lớn đâu phải nhỏ. Thì cũng trong cuộc sống cũng một cờ bạc thì gian lận, cổ đông cổ phiếu cũng gian lận lên xuống cướp tiền của người ta, hay nói tiền cũng lấy trên xương máu mồ hôi nước mắt của người khác, hạnh của mình mới giàu. Ta nói tỷ phú là sao giàu, ta hỏi giờ làm sao giàu, cũng buôn bán kinh doanh, mua một bán trăm. Rồi giờ thầy nói giờ cái vấn đề đắt đi, mày mua có 100 triệu, mày bán mấy tỷ, mấy chục tỷ, mấy ngàn tỷ, bán nhiều tay thì mày mới giàu. Một nhân lên 1.000, 1.000 nhân lên mấy trăm ngàn, mấy mấy ngàn tỷ, thì nó mới tiền nhân tiền giàu, mới giàu tỷ phú với tỷ giàu chứ làm gì giàu. Tao nói mày giàu mày làm gì, không phải cướp mà mua một bán trăm bán ngàn mày mới giàu. Như đất đi, tao nói giờ những ai bất động sản mới giàu thật sự, mày giàu thật sự mày làm chân chính để ăn cả đời, mà làm sai họ cũng quật mày lại, mà cũng mày người ta lừa mày, mày lừa người ta lừa lại trắng tay, phải không? Trong cuộc sống thì mày đừng có nói nó chưa lừa người ta, lừa người ta muốn người khác lừa hơn mày hết luôn à, mày lừa người ta ít ta lừa mày là không còn gì luôn. Anh hùng nhà cửa mày khư người đi, mày vô mày nuôi nó mốn nó cũng cũng phản lại mày cũng chết. Tao nói nhất là nuôi con nó quy hai con nuôi, hay là người nhà nó phản, tao nói mày chết cũng từ con cái ruột phản cha mẹ, kế tiếp người dân nước rãi vô ở đậu như người hăng nó cũng hại mày chết. Nghèo thì nó ở đậu, nói gì mày giàu đi, nó cướp cả tài sản nhà cửa đất đai rồi mày giết mày cũng chết. Tao nói mày thương cỡ nào, khăn cỡ nào, quen vợ chồng con cái có con nó cũng hại vợ, cũng chơi chồng, chồng cũng giết vợ, cái chuyện đó là còn sống ở nhau cả đời còn làm những hành động đó, thì làm sao mày người dân mà nó nghĩ sao nó tốt với mày là có vấn đề, nó tốt làm sao, nó hư mày làm sao, nó lấy mày làm sao, nó làm mày sướng cỡ nào lên tới đỉnh luôn à. Rồi mày sẽ chết cả giờ. Giờ mấy người giá ấy, mấy người giàu mà tỷ phú đi, giá chồng, con trai,
chết cũng gì nhắn tin tiền bạc đó ngân hàng rồi của mình của ta của anh của em trai qua trai lại không không lựa quản giết mày chết tài sản của nó cũng gì dục cũng gì yêu. Ta nói giờ nhất là những bà già giàu có và mấy ông già mà giàu có tự vô trai tụi mấy gái đẹp nó dụ dụ anh em vợ chồng mốt cũng tài sản của ai nó hưởng cho ai. Ê, cũng vì tiền cũng vì yêu mà mày có ham không, mày ham mày mới dính, còn không ham nhà mày ngủ mình với mày mướn bảo vệ ai giết mày. Giàu cũng phải tài sản mày không biết giữ mà phải có người trông coi phụ mày, nói giàu mày ý y đi không ai giết mày không giết nó theo dõi mày có tiền giàu hưởng thử rồi nó giết không. Con cái mày nó bắt cóc nhà cửa mày nó lừa còn không mấy người khác cũng lừa tao ấy nó nhà cao nhà thấp diễn cũng luôn chuồn vô ở. À, còn cái vấn đề giàu có thì nói tóm gọn cũng phải buôn bán kinh doanh có tiền lồng ra vô thầy nói ngồi không làm ra tiền. Tao nói giờ tao nói mấy hay ông ta đâu có nuôi chó mà cứ chó lại đứng trước chùa đòi vô rồi nghinh rồi muốn vô hay còn muốn tới chùa đủ loại loài người tụi bay tới rồi mày còn hóc hóc mở ra mày chữ. Cuộc sống này tao nói cuộc sống mày làm gì vừa lòng ta mà vừa lòng mày mà vừa lòng người khác đó. Rồi làm ăn kinh doanh hằng này cũng cướp cu này cướp qua lấy lại mới giàu tao nói tụi bay làm gì giàu còn thầy chùa ta tu ta nghèo mày khí dễ tôi nghèo tôi giàu dù quê với tao giỏi mấy đạp với tao mấy người nào bị chạy với tao được giàu cũng khóc tỷ phú cũng khóc cũng chết luôn cũng vô tù rồi là sao nghèo cũng khóc giàu cũng khóc mày nghĩ sao mày nghèo mày khóc tao giàu tao không khóc mồ hôi nước mắt lấy đồng tiền đây cũng dễ muốn giàu chứ tự nhiên có trên trời ra sao phải lao động bằng khối óc bằng trí tuệ rồi bằng tiền bằng bạc có vốn đầu tư làm ăn kinh doanh buôn bán cũng mướn khê tụi mày. Tao nói không nhờ nhà giàu nó khơi lao động mày lấy gì có lương mày sống mày nghèo mày khổ mày làm mướn tao mướn sức lao động của mày cái nghề nghiệp của mày cái trí tuệ để mày làm việc cho tao để tao thu nhập vô tao giàu mà tao không nhờ các công ty xí nghiệp ra đời thì nhân dân và nhân dân có nghề nghiệp đâu làm lương đâu sống phải không. Giờ mày nói nhân dân cuộc sống này giờ tao nói không nhờ các công ty thì lương đâu để sống công nhân tiền đâu để xài cũng phải lao động. Thầy nói lập ra một công ty mình phải mừng có công ăn việc làm cho những người nghèo khổ đói rách có cái lương phải lao động có thu nhập có tiền mới vô cho tụi bay chứ lấy gì cho hả. Đi làm bay sống có tay có lao động mày lấy gì để mày sống lừa tụi bay gì cũng bắt chước lừa mày khôn quá giống như cái khôn mày khôn ghê luôn. Anh em mày không giúp mày giúp người dân khen mày còn anh em giúp người dân sợ anh em mày giàu phải không. Đó nên dân lừa không mày lừa người ta là mốt có lừa mày không tao nghĩ sao tao không biết tao có ác không tao có ác khẩu tao cũng ác với tụi bay không mà tao không biết tao kiếp trước tao cướp của nhà tụi bay hay sao ăn hết tài sản tụi bay kiếp này mày ghét tao tao đi ngoài đường mày cũng ngừa mày ngóng mày chữ không biết nhắn tin chữ nó chữ hề chữ tục rồi tao đi ra đường cái mày chữ chó này chó kia hay chó sao mày không nói mày ăn cái chó lỡ mồm lỡ mớm mày lỡ móng mày ăn thịt chó mày ăn bị sống bị chết nói tao ăn mày dài vô còn cái đạo Phật tao nói ăn chay cũng mày ăn chó mèo mà ăn mặn cũng mày ăn chó mèo giờ tao nói đạo chùa bay quậy tao chửi cái mày hung dữ hỏng tao rồi mày lỡ mày nói điên kêu tao để im cho mày nói à phải không tới nhà ta mà mày nói sóc nói xéo ở nhiều cái hàng không phải ham danh ham lợi mà người ta làm từ thiện phải có cái khen ngưỡng ta có lòng tin rồi có cái lòng vui đến khen có bằng khen này chắc cậu làm từ thiện gì dữ lắm mà làm miệng có đồng tiền với hương không tiền mày nói được tao nói chữ cũng với hương cái đồng tiền nó thiệt hay giả thầy tao cái đồng tiền thật không phải giả nè tao lấy thịt tao khoét cái lỗ ra tao mà đồng tiền nó giả thật đồng tiền giả vì cái mặt tao nó cũng mặt giả nè cái đồng tiền tao thật hay giả kìa thầy đưa coi kìa coi đi rồi trả lời mày đồng tiền giả làm sao mày vô mà khẩm cái diện mày khoét cái lỗ cái mày cự nhúm nhúm nhíu là
nhâm nhâm vậy nhâm nói chị nói giờ cái đồng tiền cũng có đồng tiền tự nhiên mà đồng tiền làm không không đẹp dạ, nó cũng không không đụng, đụng nó cũng không, không đẹp có cái lỗ không tự nhiên còn cái tự nhiên của người ta cừ nó tự nhiên không vô còn bình thường nó cũng bằng nãy giờ thầy không cừ cũng bình thường mà cừ nó mới vô còn cái giả nó không vô giờ có cừ cũng y nguyên vậy dạ. Thấy không? Đó, đó thầy làm nhiêu tiền thầy tao làm 50.000 tỷ mày có tiền làm không thứ nhất nụ cừ bằng mười con hắc bổ mà cái đồng tiền sinh ra ai muốn anh ta đẹp cũng như giống như có người răng khểnh làm đâu được đâu răng khểnh tự nhiên cười có duyên đẹp lắm mà mày giờ có làm mà ha mày gắn vô nó cũng không có đẹp nó cười cũng nhóm nhóm cái mỏ cái miệng mày cũng không đẹp ta răng khểnh tự nhiên cái đồng tiền tự nhiên nụ cười dễ thương khuôn mặt người vui cũng dễ thương giờ mày ta nói mày giờ mày có cười đi cái mặt mày cũng gượng cái người của tự nhiên ta không cười cũng vui mặt ta dễ thương vui vẻ còn cái mặt tụi bay mặt tụi ụ là một đám dòm cái mặt ngâm nghinh nghinh ngóng ngóng dòm dòm ta nói cái mặt không cũng hung dữ rồi rồi cái mặt mày nghinh nghinh cũng dữ rồi mày mày nói cái gì dạ tại tụi bay á ra nói tới một tao tao mà nói chữ hời cũng do tụi bay mà tao ác cho tụi bay xấu cho tụi bay tạo cho tao làm mà mày tao thực hiện sao mày không lại học mày lại chùa mày quậy tao mày kêu tao làm thực hiện hỏi giờ mày lại mày phá chùa tao nhổ kiểu mày đập phá hỏi tao lấy cây nào tao đập không phải không mày quậy nhà ta tao không lẽ tao để cho mày chờ quậy rồi mày đổ thừa tao giữ giờ nhà mày tao lại tao quá tao đập tao quậy mày phản ứng không yeah. Tao nói mày hiền cỡ nào á nhưng mà anh lại phá mày phản ứng không chuyện gì mày cũng nói